Tiếp tục giới thiệu cho các bác một số mặt hàng súp này, loa center và loa tầm trung. Trong đây có cái đôi loa QL20C này, MB Wap này. Bây giờ em quay cho các bác nhìn. Con này em giới thiệu có bản test rồi. Mà em cũng nói cho bác là đôi loa này rất là chất rồi. Nhưng chắc là nhiều bác cứ bỏ quên sao. Thật ra bán hàng chả nhẽ là nhiều lúc lại phải nói tỉa các bác, phải nói kháy kháy như kiểu chửi ấy mới mua. Những đôi loa này mà không mua thì bác mua cái gì? Em nói thật đấy, những đôi loa như thế này các bác không lấy, hay là bác cứ thích lấy những cái đôi loa nó lòe loẹt, loa vớ vẩn. Nên em sẽ quay cho bác xem chi tiết những đôi loa như này. Những đôi này bác không lấy, bác lấy cái gì? Clip này giới thiệu cho các bác đôi loa PSV kép. À đây là con súp PSV kép 2000 này, kép của Anh Quốc này, và con center của Rogan của Anh Quốc nốt này, và con loa này đến từ nước Đức nữa. Đấy, thì để vào luôn nhé. Con này có mức giá 3,9 triệu, 3,9 triệu con này. Đây, con này con QL20C, QL20C công suất ca mắc của nó 110W, chở kháng 4 ohm, MB Wap, hàng của Đức. Đấy, đây cái mặt thép của nó đây, vành ép của nó trước đây, đây là củ bát loa của nó này, củ bát loa của nó còn zin hết luôn các bạn này, còn lên phấn luôn này đấy. Yeah. Ok chưa? Củ của Đức. Con này đã có bản test hôm trước em đánh với lại con có gì nhỉ? Đánh với con âm ly gì nhỉ? Âm ly Bellmaster ấy. Bellmaster. Này. Các nhìn này, tép này. Cái đôi củ tép không này bây giờ nó có tiền triệu trở lên rồi các bạn. Riêng đôi củ tép này. Đây ạ. Nghe money. Tép 6 ohm. Nghe money. Đôi này 3,9 triệu mà các bác nhiều đôi không quay được, hầu như là 3,9 triệu. Con này em test hôm trước các bác phê. Các nhìn cái phân tần của nó này, phân tần của nó to đúng bằng cái chén uống nước chưa. Đây phân tần của em ở đây đấy, phân tần của nó đấy, chả hiểu là đôi loa đẹp như thế này, xuất sắc như này, các bác nhỏ một loa gì, hay là cứ mấy đôi loa nó đẹp nó lòe loẹt. Đấy, như hàng chất thì không chơi. Hàng này quá chất rồi. Thùng vách còn đẹp lắm, thùng vách đẹp xuất sắc, nặng trịch luôn. Đây, nặng trịch luôn. Đôi này thì báo cáo bác là nghe nó chi tiết lắm. Nó phải nói là nó chi tiết, cực kỳ chi tiết luôn. Nó rất là chi tiết nhé. Đôi loa này có mức giá 3,9 triệu. Đây, em đã báo giá trên này rồi, 3,9 triệu này. Sang đây là con loa Center Rogan. Con loa Center Rogan này thì báo cáo các bác là mức giá 1,9 triệu. Các bác thấy quá ngon chưa? Con này ngày trước toàn 2 triệu mấy, 26 mấy, 29 thôi bác ạ. 1,900,000. Con Center Rogan hai màng trong suốt nhé. Nhìn thấy cả lõi là nội thất luôn này, dâu luôn này. Con Center Rogan. Đây, 1,900,000. Cái này bác ơi, vệ sinh cái vàng ươm luôn nhé. Đây là nó có bụi theo năm tháng ở trên cái trên chốc thuốc loa bao giờ nó thế đấy. Vệ sinh cái vàng ươm, khẳng định là vàng ươm luôn. Đây ạ. Đây là đôi loa chiếc loa Center Rogan RC300. Công suất mắc của em nó là 120W, được chưa ạ? Đấy, bác nhìn thấy chưa? Công suất mắc 120W, hai lỗ thông hơi. Như thế các bác biết là con Center công suất nó khá lớn rồi đúng không? 120W không đơn giản. Mức giá của em nó là 1,900,000. 1,900,000. Tất cả còn đẹp zin hết nhé. Nhiều bác lại bảo những con ốc này tại sao nó vàng vàng này. Bác ơi, cái ốc vàng này xử lý đơn giản. Về các bác muốn đẹp ấy, bác vặn nó ra, bác thả vào giò, bác ngâm cho em, nó sạch tưng, nó đen bóng. Bởi vì hàng bãi như thế này mới là hàng bãi. Chứ còn bây giờ mà em sạch tưng hết rồi thì khác gì là tuốt, dọn hết cho bác này. Nó tuốt đến lúc còn có những cái vấn đề nó lỗi các bác không biết được đâu. Bên em là cái chính sách của em bán hàng là em không biết sửa, không biết sửa, không biết tuốt, không biết làm. Nói thế cho nhanh, hỏng lỗi bán theo kiểu hỏng lỗi, chỉ biết vệ sinh thôi, thế thôi, không biết sửa. Cho nó nhanh, nhận hàng về chỉ có nhận hàng sống. Đấy. Bác chú ý nhé, 1,900,000 con center nhé. Bác nào theo dõi kênh của em biết thừa những giá trị, mà bác nào hay mua hàng thì bác biết giá trị nó thế nào rồi. Sang đến tiếp tục con súp này nữa, mặt trên cùng là mặt kính này, 5,9 triệu. Đó là con súp kép đây ạ. À. Con nhìn này, nhìn dựng lên mẹ nó nặng này này. Con nhìn đi, con súp kép PS,
W200 chú ý hội em nhé, đây là có công tắc gạt điện đấy nhé, gạt điện bác nào muốn dùng điện 115V thì gạt ngược lại, còn đây là gạt chế độ 220 rồi. Không rồi, ok chưa, đây cầu loa của nó đây, nhìn cái này cơ mà nguyên các bác mua nguyên cái chạm loa này chắc phải được, nếu mà mua rời ngoài chắc phải mất 500-700 nghìn nguyên cái bộ chạm loa này, 500-700 nghìn không được loại này, sao được loại chạm này đấy. Chợ ở đây là có này, cổng này, mới nhìn cổng vào cổng ra nhé, cổng vào cổng súp này, cổng ra này, các chế độ. Đặc biệt con này có cả chế độ auto nhé, mới nhìn chưa, auto. Đẹp chưa, đấy là về phía đằng sau lưng, đằng sau lưng của cái bìa bên. Còn bây giờ vào các bác có từ từ, nó nặng lắm, bìa bên rất nặng, nó không vận đấy, nó không phải dễ mà đỡ cái được, nhẹ nhàng nó đứt dây mất thôi. Đây bác nhìn bên trong này, mẹ những linh kiện của thế này cơ mà bác làm này. Những con này mà các bác còn chê thì em tuấn bó tay nhé. Con này các bác nào dùng cho căn phòng vừa phải, hát karaoke gia đình hoặc nghe nhạc vừa phải, chất bát chất ấm âm thì khỏi phải chê nhé, không thể chê được rồi. Con này đừng có chê bác ơi, dòng này mà các bác còn chê thì bác chả lấy được loa súp nào của hãng nào đâu, của Anh Quốc mà còn chê thì chả lấy được của hãng nào đâu. Đây là cái vỉ trên cùng này, vỉ thứ hai dưới này, chip trò rất là nhiều luôn, và vì công suất nằm phía dưới. Trong này gồm có 4 con sò, 4 sò Toshiba bác nhá, chạy 4 con sò than Toshiba luôn, ok chưa. Để nhìn thế này, nhìn này, 4 con sò than Toshiba bác nhìn thấy sợ chưa. Vật vã luôn, vật vã luôn ạ. Con này thế này thôi đánh uy lực lắm. Các bác nào đang có những bộ dàn karaoke hoặc là ví dụ như đánh bốt, đánh bâu hay đánh bốt đi, đánh bâu đánh bốt, dùng những con súp này về nhé. Chơi những con súp này nó đỉnh. Bâu bốt, bát này, bát úp đất nhé. Bát của nó là bát úp đất này. Và hai lỗ thông hơi cũng là úp dưới đất luôn. Hai lỗ thông hơi đây. Đó đây. Thiết kế này, mẹ này cơ mà. Ý, tiêu âm một kín thế này cơ mà. Ok chưa? Bát úp đất, tiêu âm đất luôn. Đấy, nhấc củ loa cho bác này. Đây ạ, xương gan của nó đây bác nhá, xương của nó nhá, đấy hàng của Anh Quốc đấy, nhìn chưa, bọc từ chống nhiễu hết. Cái dòng này giá trị lắm bác ạ. Đây woofer 4 ô, đừng có hỏi hay không. Bác nào đang chơi loa bầu nhá, bác nào đang chơi loa bầu rước các em này về loa bầu, hoặc là một số dòng BB loại bát 20 ấy, loại vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nhẹ nhàng ấm áp ấy, dùng những con súp này cho em, bởi vì súp này nó là súp cao cấp, nó đánh cái chất bát nó mềm nhũn hay. Hai là cái bát của con này nó vừa phải, bát nó có 22 nhưng đánh hay lắm. Nhiều con súp vớ vẩn 25-30 trở lại được, bởi vì nó không ra được cái dải trầm sâu ấy. Con này trầm hết nhé, nói chung là tiền là của đấy thôi. 5.9 triệu bao nhá, 5.9 triệu ạ. Đây chào các bạn.